kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền Quỳ Châu. Chương trình hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Quỳ Châu đã tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ giải pháp năm 2016. Ban dân vận huyện ủy Quỳ Châu tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân vận năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Phương trầm Quỳ Châu đang vào vụ Tết. Cuối chương trình là phóng sự ghi nhận sau hội thi cán bộ đoàn giỏi năm 2016. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 12 tháng 1 năm 2016, huyện ủy Quỳ Châu đã tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ giải pháp năm 2016. Dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Huy, Phó Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Như Khôi, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Đài phát thanh truyền hình tỉnh Nghệ An. Nổi bật trong hoạt động công tác xây dựng Đảng của huyện Quỳ Châu năm 2015 là đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ, Đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Sau đại hội, Ban Thường vụ huyện ủy đã tập trung chỉ đạo cho các đảng ủy, chi ủy trực thuộc hoàn thành xây dựng chương trình công tác toàn khóa, quy chế làm việc của cấp ủy và phân công nhiệm vụ cho các đồng chí, cấp ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020. Củng cố kiện toàn công tác cán bộ sau đại hội, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cấp ủy viên, tư tưởng cán bộ, đảng viên ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền nên kinh tế của huyện Quỳ Châu có bước tăng trưởng khá. Trong năm 2015, có 18 trên 23 chỉ tiêu, kế hoạch đạt và vượt mức, văn hóa xã hội phát triển, quốc phòng an ninh trên địa bàn được giữ vững. Năm 2015, toàn huyện có 22 trên 44 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh. Trong đó, có 5 tổ chức cơ sở đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Huy, Phó Bí thư tỉnh ủy, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà huyện Quỳ Châu đã đạt được trong năm 2015. Đồng thời nhấn mạnh, trong năm 2016, Đảng bộ huyện Quỳ Châu cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, điều hành của chính quyền các cấp, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 9 đến 10%, phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới, tăng cường kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Nhân dịp này, huyện ủy Quỳ Châu đã trao khen thưởng cho các tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền, trao khen thưởng cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc tiêu biểu trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2010-2015. Chiều ngày 11 tháng 1 năm 2016, Ban dân vận huyện ủy Quỳ Châu tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân vận năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Lữ Thị Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận huyện ủy, đồng chí Vi Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Năm 2015, quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn xã thị trấn được tăng cường, phát huy quyền làm chủ của người dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới. Nhân dân đồng thuận tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, kỷ niệm 600 năm danh xưng Quỳ Châu. Thực hiện pháp lệnh số 34, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 11 trên nội dung dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Cụ thể, về xây dựng đường bê tông nông thôn, nhà văn hóa cộng đồng, đến nay, nhân dân đã đóng góp 2 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công lao động để xây dựng trên 17 km đường bê tông, 146 trên 146 khối bản, tổ chức bầu trưởng khối, trưởng bản. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư các công trình như cầu Hoa Hải, hồ chứa nước Bản Mông, điện Châu Phong, Diên Lãm
các địa phương đã phối hợp triển khai đảm bảo đúng quy định, công khai tới người dân. Trong năm 2016, các cấp ủy Đảng, chính quyền, dân vận, mặt trận, các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân vận đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Trước mắt, tập trung chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, đảm bảo tinh thần đoàn kết, vui tươi, an toàn. Thể và 5 cá nhân được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền năm 2015. Sáng ngày 11 tháng 1 năm 2016, đồng chí Hồ Lê Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh Nghệ An, Phó Ban Thường trực, Ban Nội chính tỉnh ủy đã thăm và tặng quà cho các gia đình hộ nghèo đặc biệt khó khăn tại xã Diên Lãm. Với mục đích giúp đỡ, quan tâm người nghèo được đón Tết Bính Thân vui vẻ, đầm ấm, đoàn công tác Ban Nội chính tỉnh ủy đã đến thăm và trao 50 suất quà cho 50 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Diên Lãm. Mỗi suất quà là 20 kg gạo, một thùng mì tôm, dầu ăn và nước mắm. Tại buổi tặng quà, ông Nguyễn Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Quỳ Châu đã gửi lời cảm ơn đến Ban Nội chính tỉnh ủy đã dành tình cảm và chia sẻ những khó khăn trong đời sống của đồng bào Quỳ Châu. Đây là động lực để các xã còn gặp khó khăn phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 1 năm 2016, Ban Thường vụ huyện đoàn Quỳ Châu tổ chức hội thi cán bộ đoàn giỏi năm 2016. Đây được xem là sân chơi bổ ích dành cho các thủ lĩnh công tác đoàn trên địa bàn huyện Quỳ Châu. Hội thi đã thu hút sự tham gia của 78 thí sinh là cán bộ đoàn xuất sắc của 31 cơ sở đoàn trên địa bàn huyện Quỳ Châu. Với vòng thi kiến thức chung, các thí sinh trả lời 60 câu hỏi trắc nghiệm và một câu hỏi tự luận. Nội dung chủ yếu đưa ra các giải pháp, mô hình hiến kế cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, như công tác tập hợp thanh niên, công tác xây dựng đoàn, mô hình xây dựng chi đoàn, quản lý đoàn viên. Sau 7 ngày chuẩn bị cho vòng thi tài năng cán bộ đoàn, 19 thí sinh đã thể hiện khả năng đa tài với các màn dự thi như hát đơn ca, hát múa có phù họa và diễn kịch. Trong phần thi tài năng này, được ban giám khảo đánh giá cao về khả năng tự tin của các cán bộ đoàn khi đứng trên sân khấu. Các tác phẩm thi có sự đầu tư công phu về lựa chọn chủ đề cũng như diễn xuất và trang phục. 10 thí sinh xuất sắc đã lọt vào vòng thi chung kết bản lĩnh cán bộ đoàn trong thời đại mới, đã bốc thăm và trả lời các câu hỏi về tình yêu biển đảo, quê hương, tuyên truyền bảo vệ môi trường, tuyên truyền pháp luật đến với đội ngũ thanh niên hay những sáng kiến nâng cao chất lượng sinh hoạt đoàn tại địa phương. Đến với cuộc thi này thì một số là cũng có bỡ ngỡ, nhưng mà một số thì cũng tôi là cảm thấy là có rất chín chắn, rất là chuẩn bị rất kỹ cho cái cuộc thi, bởi vì nó ý nghĩa rất lớn trong cái thời gian này, cũng là thời gian để các hoạt động tổ chức, các hoạt động chuẩn bị cho kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Hội thi năm nay cũng được các cán bộ đoàn tham gia nhiệt tình và được ghi nhận về chất lượng trong các phần thi. Phần thi kiến thức chung và phần thi về bản lĩnh cán bộ đoàn với những câu hỏi sát thực với địa phương. Phần thi cũng có liên hệ thực tế địa phương để đưa ra những giải pháp sáng tạo trong nâng cao việc tập hợp thanh niên tại cơ sở. Đánh giá về chất lượng cuộc thi thì lại là cái số lượng thi tham gia so với là dự kiến ban đầu của ban tổ chức là đông hơn là dự kiến ban đầu, và cái chất lượng của các thí sinh là có sự đầu tư, đặc biệt là về đầu tư là phần kiến thức, phần năng khiếu, và các thí sinh là có sự là chuẩn bị kỹ lưỡng của các nội dung thi. Hội thi đã trao giải nhất cho anh Bùi Như Đa, bí thư chi đoàn xã Châu Phong. Đồng giải nhì được trao cho thí sinh đến từ đơn vị thị trấn Tân Lạc và xã Châu Hạnh, đồng thời trao 3 giải ba và 4 giải khuyến khích. Hội thi kết thúc đã để lại nhiều ấn tượng. Đây cũng là cơ hội nhằm giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và phát huy tính chủ động, sáng tạo cho đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở. Qua đó xây dựng hình ảnh người cán bộ đoàn năng động, trí tuệ, xung kích, sáng tạo. Phát hiện những nhân tố mới
để đưa vào quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, Quỳ Châu là một huyện miền núi phía Tây Bắc của tỉnh Nghệ An. Nơi đây có rất nhiều đặc sản ẩm thực như cơm lam, canh ột, cá nướng. Và một đặc sản nữa được nhiều người biết đến đó là hương trầm Quỳ Châu. Hương trầm Quỳ Châu thì vào vụ từ tháng 9 âm lịch đến tháng 12 âm lịch để phục vụ thị trường Tết. Và hôm nay tôi sẽ đưa các bạn đến thăm một cơ sở sản xuất hương trầm để tìm hiểu về các quy trình làm ra một sản phẩm hương trầm đặc trưng này. Nguyên liệu chính làm hương trầm là rễ cây hương bài, hay còn gọi là rễ hương. Cây hương bài là loại cây rễ chùm, mọc thành từng bụi. Trước đây, người dân chủ yếu thường vào tìm trong rừng, đưa về bán cho các cơ sở sản xuất. Tuy nhiên, gần 10 năm trở lại đây, cây nguyên liệu trong rừng khan hiếm. Nguyên liệu này được mua từ một số vùng khác, và hiện nay người dân đang xây dựng nhiều mô hình tự trồng. Với thời gian trồng đến thu hoạch là 18 tháng, cây hương bài trồng trên đất Quỳ Châu có chất lượng tốt hơn so với nguyên liệu mua ở các nơi khác. Khi thu hoạch về, người ta đem rửa sạch, phơi khô, rồi nghiền nát thành bột mịn để trộn làm bột hương. Ngoài rễ cây hương bài, bột để sản xuất hương trầm còn trộn đều với các loại như hoa hồi, thảo quả, bã mía và một vài vị thảo mộc đặc biệt được giữ làm bí quyết riêng. Để giữ được mùi thơm đặc trưng và khi đốt hương cháy đều thì các nguyên liệu phải được phơi khô và trộn đều theo tỷ lệ nhất định. Thưa quý vị và các bạn, đây là bột hương trầm đã được trộn đều để đưa ra đây và hoàn thành một que hương. Và hôm nay tôi cũng rất thích thú là muốn được dì Loan sẽ giới thiệu cho tôi cách cuốn hương để hoàn thành một cái que hương đưa ra thị trường. Thì sau khi đã pha chế thì đưa bột vào đấy thì ta bắt đầu là cái công đoạn là xé hương, gọi là cuốn hương. Thì trước hết là chưa quen thì người quen thì họ bỏ nhiều tờ lên, nhưng mà người chưa quen thì trước hết thì bỏ một tờ giấy. Khi mới tập làm là cứ bỏ một tờ giấy lên như thế này để cho xúc cho đều từ đầu que đến cuối que như thế này. Mình bắt mũi đầu này là phải cho khít để cho không hở cái đầu đi. Đó, lăn, ta bắt đầu lăn đều tay. Lăn cho đều tay thì que hương mới đẹp mới không nhắn. Để thử cuốn một que hương hoàn chỉnh, quả thật rất là khó. Khi cuốn phải khéo léo và lăn đều tay thì que hương chắc và để đẹp. Thử vào. Thằng này đấy làm gì? Tách một tí vào đây. Đó, sắm này là mùi cho que, là sắm này là để xúc bột nhằm đều que. Như sẽ xúc bột nhằm ra như thế, cho ấy rửa đồ. Đổ về mép trong phía người mình á. Rồi, bắt đầu quấn. Đặt quấn như thế nào? Rồi, hơi chách vô người mình một tí. Này, bắt cái đầu mũi đi. Gấp, chít rồi đi. Đó, là hình để cho anh chít cái quay nữa. Một tay đi đẩy, một tay đi phải chít, người tập á. Một tay đi, đúng không? Đó, một tay đi phải đẩy. Quý vị và các bạn, sau một thời gian là học việc thì tôi cũng đã hoàn thành một cái que hương như thế này. Cho dù là cái que hương này không được đẹp lắm, nhưng mà đây cũng là một cái thời gian mà tôi đã cố gắng để làm ra một cái sản phẩm. Hương trầm Quỳ Châu có nhiều kích cỡ khác nhau. Loại nhỏ nhất là 40cm, 60cm và 1m, có thể sản xuất kích cỡ khác tùy theo yêu cầu của khách hàng. Hương trầm được bán tại xưởng sản xuất có giá từ 5 đến 15.000 đồng tùy theo từng loại hương. Trong những năm gần đây, hương trầm không chỉ được các gia đình mua về thắp trong các dịp Tết mà còn được nhiều người mua làm quà Tết.
nên nhiều chủ cơ sở sản xuất đã làm mới hộp. Mẫu mã sản phẩm cũng được cải thiện để sản phẩm không chỉ độc đáo, được khách hàng ưa thích về chất lượng mà còn mang tính thẩm mỹ cao. Mùa hương nhộn nhịp từ tháng 9 âm lịch và tất bật cho đến sát những ngày cuối tháng 12 âm lịch. Khi hoàn thành từng cây hương trầm, khâu cuối cùng là đóng thùng. Nghề làm hương khá vất vả nhưng cũng mang lại thu nhập cao cho nhiều gia đình, nâng cao mức sống cho người dân nơi đây. Làm nghề hương rất là vất vả, nhưng mà nó cũng là tạo công ăn việc làm cho nhiều người với cả mình nữa. Trong cả một năm trời thì cũng, nó cũng đưa lại một cái thu nhập cũng xứng đáng. Cho nên là chúng tôi cũng rất hài lòng với công việc của mình. Mỗi năm, huyện Quỳ Châu đạt doanh thu từ hương hơn 20 tỷ đồng, giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 500 lao động. Với thu nhập bình quân khoảng 35 triệu đồng trên một người trên một năm. Những ngày cuối năm này, các gia đình làm hương đã phải khẩn trương hoàn thành các đơn đặt hàng để kịp phục vụ thị trường mùa hương Tết. Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, nhà nhà lại mong có một nén hương trầm để thắp lên bàn thờ gia tiên, để cầu chúc cho mọi người trong gia đình một năm mới an lành và hạnh phúc. Một năm mới đang đến gần, chúng ta cùng chúc cho những người làm hương trầm Quỳ Châu sẽ đưa vị thế của cây hương trầm ngày càng phát triển đi lên. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền Quỳ Châu xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại qua cổng thông tin điện tử huyện Quỳ Châu tại địa chỉ website www.quỳchau.ngan.gov.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.